chào anh em mình thủ nha. Hôm nay mình đi câu điểm câu mới thủ nha. Bây giờ mới sao thủ sao ha. Tại vì điểm câu này mình đi mấy lần lâu lắm rồi mới quay lại đây. Lâu lắm mình không quay clip bè này nữa. Thì hôm nay mình đi mua bè này là mua của đầu còn của Mỹ của Hưng, Long Xuyên, An Giang nha. Này có rất nhiều bè nha anh em. Mình đi vòng vòng ở bè để mình câu. Đi vòng vòng khu vực bè mình câu nè anh em. Nó có mấy đám lục bình ở dưới đám cà rất ấm nha. Thì anh em thấy đó thì có rất là nhiều bè ở xung quanh đây thì mình đi câu vòng vòng theo mấy bè đây, cá nó sẽ ở xung quanh mấy bè này nè. Khu vực này có rất là nhiều bè nha. Nếu mà anh em nào có đi câu ở khu vực này thì mình ở đây cũng có nhiều điểm cho bướm xuồng luôn. Bướm xuồng cũng rẻ lắm anh em ơi. Một câu nguyên một ngày luôn, không mệt về đó 30 ngàn thôi. Câu từ sáng đến chiều là 30 ngàn. Có điểm cho bướm là 40 ngàn. Mà câu xuồng thì cũng có cái ưu thế nhiều. Ví dụ câu xuồng thì mình có thể mình đi ở chỗ điểm này điểm kia mà câu được nhiều chỗ, mà có cái nhược điểm là thì nắng dữ lắm dữ mưa thì mình không có chỗ trú nha. Còn mình câu bè thì chỗ này có mình có nhà mình quen nên là mình không có thuê xuồng, đỡ tốn tiền mua xuồng, mà cũng có cái nhược tại thì mình không có đi được nhiều điểm câu được. Ví dụ câu cái này không dính thì mình đi chỗ khác được, còn ở dính bè thì mình đi trong mấy bè này thôi, không đi đâu xa được. Mà có cái cái là ví dụ nắng mưa thì ít nha, khi nào câu mệt mình trốn nắng rồi có mưa mình trốn mưa cũng được. Rồi hôm nay mình đi câu cá với câu tôm, đi sẵn xuống mồi anh em ơi, xuống cặn được, nằm mồi xuống cặn mới được. Anh em chờ cá với tôm lên nha. Rồi chuyến thôi anh em ơi. Rồi, mà thăm cái này coi. Nãy giờ để lâu rồi nè, quay lại coi sao. Ủa, xéo dây à? Xéo dây à? Chính là anh em ơi. Câu này câu tôm nè. Tôm này cũng không nhỏ đâu nha. Dày dữ. Rồi mở hàng con đầu tiên. Con đầu tiên của chiều hôm nay. Mình đi câu lúc một mấy anh em ơi. Gánh buổi chiều đi câu buổi chiều câu xế chiều về. Vô gọng. Tới. Dính cá gì câu tôm dính cá gì mà nó lo dữ ta. Cho nó liệt cái đọt đầu xuống mình dỡ lên nha, chứ nãy giờ ở xa mà thấy nó dính nè. Lâu quá sợ nó dính gốc. Hy vọng tôm bự nha, hy vọng tôm càng anh em ơi. Rồi cái này tôm càng chắc luôn à, chạy quá chạy dính thấy hơi lâu rồi nó phải đi mua. Tôm càng được cả anh em ơi. Đó. Thấy không? Tôm càng không? Nè. Yeah. Đã chưa? Càng bự nha. Càng nhỏ nhưng mà cái mình nó bự. Em thứ hai. Tôm đã không? Tôm mà để chuông đây. Mình thường câu cá rảnh đó anh em, để cái chuông sẵn để luôn ở xa mà nghe chuông kêu lia chia hết trơn.
Chuông chuông à. Ô. Khá bự rồi, khá bự rồi. Lên được rồi. Sao lên tim dữ vậy ta? Nè, nó lên tim ọc 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 dưới nè. Thì giọng cá cóc coi. Cái gì mà nó lên tim dữ ta? Cái gì? Cóc. Chép chép. Trời ơi. Bởi vì lên tim dữ. Đậu anh luôn. Trời ơi. Từ từ. Bởi vì nó quậy lên tim quá dữ luôn. Đậu lên. Ui. Trời ơi. Với rồng hả? Sao cái đuôi nó cục hết trơn rồi? Trời ơi, bị cá kia cắn rồi. Mở tay không? Cắn cục đuôi hết trơn. Quá xá và xa. Nè, kia nó quậy lên tim. Ui. Rồi lọt xuống bè luôn rồi, thả luôn. Cũng không bự nè, cái này cũng nhỏ nè. Tội chỗ dính liền. Trời ơi, con cá sát. Con cá dứa chứ không phải cá sát nữa. Con tôm dính cá dứa luôn. Có tay không? Rồi cái dảnh dính cá chép. Con tôm dính cá dứa. Cái gì? Chết rồi. Nghiến bè luôn rồi. Ừ. Nghiến cái chip chén chút xuống đây vậy con. Ta lấy cái kẹp, cái kẹp nhẫn. Đó này là ông này tôi điệp tôi mang cho tôi đi. Quật vô tay cho máu liền. Cá là đâm nhất nha anh em. Khéo rồi nó đâm rồi rút luôn. Lên hàng, lên hàng. Từ từ, nói từ từ con. Ôi, cái dảnh đâu ôi. Ôi, dính lưới rồi. Dảnh coi. Cần thủ bé lên hàng nha. Cần thủ tên gì? Cần thủ Vũ lên hàng. Dỡ giùm chú. Đó, yên rồi đó. Hồi này là cái dảnh bự. Tưởng đồ cái cốc không à. Rồi Vũ lên hàng. Hay quá Vũ ơi. Rồi chơi cái nhóc cá đuôi hồng rồi. Chút hết hồn ha. Rồi dỡ mấy cái cần kia vô trước rồi. Có tôm không? Hay quá Vũ ơi. Lên. Ủa bự hả? Bự hả? Ủa con bự à. Nó mà chạy dữ rồi. Rồi. Của bé dở câu lên hay quá. Dở nó thơm nhảy. Chích qua đây, chích qua đây. Ừ đó. Được rồi. Dữ dằn không? Quá hay, quá hay à. Sát thủ nha, sát thủ. Sát thủ con tôm, con cá luôn. Hay quá con Vũ ơi. Gỡ rồi chừng chết nha. À, gỡ từ từ chết à. Nãy chú gỡ con nó chết quay rồi. Đó, đưa lên, đưa ấy là. Ừ. Đó, con Vũ mình lên. Không cái gọng lên cái coi. Ủa sao gãy cái càng rồi? Ủa càng lúc nào á? Càng chưa, càng xuống nãy quá. Đẩy xuống. Đẩy xuống. Ừ vậy đó. Rồi. Nhóm lên coi. Ồ được ba em tôm, hai em cá, ba em cá. Rồi tiếp. Lụm lên hàng nữa. Nhỏ bự. Xích qua bên trái để dính lưới á. Bên trái. Trời ơi. Chỗ lên được đi. Trời ơi, dính lục bình nữa. Bỏ lục bình coi coi.
bữa nay có hai cần thủ bé này hỗ trợ rồi. Có gì mà anh em ơi, chỉ móc mồi tóm lửa móc mồi thôi, hai bé nó hỗ trợ thăm cần câu rồi lơ gai vũ lên hàng nữa nghe. Thấy chưa, chưa tôm mini. À, dán càng xanh nghe nói phải có nha. Có đâu thì có nha. Cái gì? Chắc cái rảnh nữa quá. Hả? Chắc cái rảnh nữa rồi. Ôi hai con. Trời ơi, hai em rảnh mini. Hai em rảnh. Em rảnh mini. Ôi. Ngược ánh nắng. Rồi một em câu một em gỡ luôn. Từ nãy giờ chưa lên tôm nào nha. Từ từ lên không? Từ từ lên tôm càng nha. Cho Vũ với tôm nhỏ nhỏ hận lên tôm càng gì đó. Hy vọng là vậy nha. Thôi. Nhẹ nhẹ thôi, cái rảnh mà. Trời ơi, cái rảnh nhỏ. Rồi có không? Có không? Chi tiếp, còn ngồi tiếp. Rồi, sức rồi. Còn. Bự không? Dẫm đi. Cá cốc đồ. Tướng nữa không? Tướng nhỏ. Nhỏ con mà quay con máy dữ không? Cá bự quay nổi không? Ôi, cá cốc nào. Ôi, cốc nhỏ. Rồi, cốc lên hàng. Vũ tiếp tục lên hàng cá cốc nhỏ. Kiếm cá cốc bự mới được Vũ ơi. Này có cần thủ hai em cần thủ mini cần thủ nhỏ thì hỗ trợ được rồi. Rồi đó rộng anh em ơi, lên hai cần liên tục nha. Hai cần luôn hả? Ôi mẹ tao bữa không nó được rồi. Hai cần xuống coi. Ôi im cần thủ nhỏ thì câu tôm nhỏ hay quá Vũ ơi. Đổi gần càng câu cá bên kia hả? Đổi cái có hên liền hả? Múc mồi không kịp luôn. Rồi. Rồi Thịnh lên hàng, anh em ơi. Nãy giờ nói Thịnh không lên hàng, bây giờ Thịnh lên nha. Hả? Sát xuống. Coi chừng dính dây à. Hạ đọt sát xuống để nó lặn. Trời ơi. Con cá. Cá sơn. Gì thấy con tôm. Ôi con cá thả luôn đi. Trời ơi. Hy vọng biết bao nhiêu thành thất vọng rồi Thịnh ơi. Hy vọng lên tôm càng rồi họ lên con cá. Buồn hết sức. Buồn 5 phút nha. Không, tôm bự không? Cũng được lắm nghe. Thì từ từ lên, có dừng dính lưới nghe. Nó gịch ra. Hiện hình coi. Ui, im. Vô trong. Thịnh ơi, thấy Vũ không Thịnh? Thấy Vũ chưa? Thấy Vũ rồi, Vũ chưa? Kẹp tao cái. Vũ hay không? Đưa vô cho cái. Đẩy xuống coi. Đẩy xuống trong bọt coi. Đó.
còn sống nè rồi nha. Ừ, cho kẹp cho Thịnh có cảm giác rồi, đưa tay vô cho kẹp coi Thịnh. Bỏ đậu xuống đi con. Mình đi thăm rồi đó, chờ thăm mà không có rồi kìa. Từ từ. Thì dẫn tiếp tục á. Cóc quá. Cóc không? Cóc phải dẫn. Ồ, cười thằng cóc đó, cóc đó. Giữ cóc mới vậy thôi. Nghe không? Cóc kìa, cóc anh em ơi. Cóc này bự hơn cóc nãy nha. Đưa đi cháu, đưa cháu. Không chỉ thề. YouTube là không chỉ thề. Rồi đẩy xuống rồi, đẩy xuống rồi. Đó. Rồi, cỡ. Không để cho Thịnh có tùng vậy trơn. Vũ này. Không để cho Thịnh có tùng luôn. Dặn luôn rồi. Nó là thiệt là chiếc này. Thịnh lên tên càng anh em ơi. Nó có tùng chứ Thịnh. Sao vậy lại? Này Thịnh lên tên càng rồi. Chà chà. Giữ không, giữ không? Không bự hả? Hạ sát sát xuống, tiếng gần lại. Ừ. Đúng rồi đó. Ừ, tôm bự. Tôm bự. Rồi vô trong. À, vậy thấy không, Thịnh nói mà không không có tùng thôi chứ có tùng là tôm bự không nghe. Nãy giờ là bực bội lắm mà nghe. Anh có tùng mà là cho coi trời đã làm bài luôn nghe. Rồi để vô rộng. Tôm bự. Ừ. Hay. Rồi Vũ tiếp tục lên hàng. Bự không, bự không? Tôm nhỏ nha. Tôm nhỏ. Làm ơn cắt sợi. Ôi ơi, giữ kia hả? Ừ, nhỏ mà làm dữ quá. Rồi, để vô. Gấp vô thành bảo. Vũ im gu vậy, Thịnh im gu hoài. Lâu lên con được rồi. Thôi ra thăm rồi. Nha, thăm chiếc thăm cạn nha. Ê Vũ, Vũ nó hát dữ lắm nghe nó Thịnh. Thịnh ơi 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 ơi. Dính tôm á ơi ơi ơi. Ừ không? Dính luôn hả? Trời. Thấp thấp xuống Thịnh. Trời ơi, con tôm mini. Mẹ tép, tép chứ mưa tôm gì. Chính tép được rồi, cái cứ dính tôm được rồi. Cái hình, hình bự gì nè, mà câu con tôm gì nè. Dữ dằn hơn. Rồi Vũ tiếp tục lên hàng. Nhỏ bự. Nhỏ. Nhỏ. Nhỏ nhỏ gấp gió anh bảo. Dảnh tiếp tục dảnh không? Dạ. Dảnh hay cốc? Rồi dảnh nhỏ nữa rồi. Rồi. Vô. Đúng không? Nghiệp nghiệp với em gu luôn à. Còn nghiệp. Mất tiêu rồi. Rồi canh nè, đồ cá phải canh gì nè mới dính cái nhiều. Nó còn nhiều, nhiều hơi hơi nhiều. Đó, đó. Thịnh nó quay trở lại.
mà không biết lợi hại hơn xưa hay không là không biết nha. Thường ta quay trở lại là lợi hại hơn xưa. Này quay trở lại vẫn máu cũng như xưa. Được không? Nhỏ bự. Vậy nó bự. Mấy con này hấp thụ. Trời ơi. Phải rồi, ốm mà câu con nhỏ phải rồi. Con Thịnh được lên con bự mới được. Dán lên càng nữa Thịnh đây. Ê Thịnh lên hàng, Thịnh lên hàng. Làm lát nó đi con tôm quá. Bự Thịnh. Ừ nghe bạn. Ừ. Thịnh là phải lên hàng bự không nghe chứ không có nhỏ đâu nghe. Lên cho tép cái ngồi đi coi cưng à. Hy vọng thật nhiều. Dạ. Trời ơi, để đây nè, thấy không? Thịnh lên tao bự không nha. Mấy cái đường hồng mới lớn nhện đó cũng như tao. Thịnh lên tao bự không chứ không phải tao nhỏ đâu nha. Mình mới lên con dãnh nhỏ nữa đây. Trời ơi. Hai càng dính luôn kìa. Thịnh ra Thịnh. Nó đó. Ở cái này không dính Thịnh ơi. Dính luôn hả? Bỏ vô con ai. Con dính. Trời ơi. Dẫn nha. Rồi, thả xuống đi Thịnh, thả xuống đi. Dẫn nè, đó. Vũ lên hàng đi, tiếp tục vũ lên hàng, Thịnh lên hàng, vũ lên hàng đi trời. tranh giành mà phát triển cùng nhau phát triển được. Như vậy. Đó. Kìa còn con sau lưng nữa kìa. Nhóc. Rồi nhóng cái gọng lên coi. À. Khá khá nha anh em ơi. Này có hai cần thủ nhỏ này hỗ trợ là ok đã nghe. Rồi chiến tiếp. Tiếp tục lên hàng. Ừ đúng rồi, quay bên kia. Dạ, Vũ biết lên hình quá ha. Gì đây? Ồ dãnh bự nha, dãnh bự nha. Đi vô. Vô. Đi trong. Mình dính không, lâu lắm mới được con dãnh bự nha anh em ơi. Nhìn coi, gần bằng bàn tay rồi đó. Chiều nay nó bắt đầu vô nhiều nha. Cần thủ lên, hai cần thủ ơi. Cốc phải dãnh. Cốc rồi. Ơi, dãnh bự quá. Tay giữ mình dẫm hay cốc đây. Cốc thiện lạng lắm. Dãnh bự thì chuẩn bị lấy cái gì hết. Ôi. Ê, từ đợi lên. Cứ từ từ. Trời ơi. Trời ơi, cốc phải dãnh. Mấy cái kia từ từ mà. Ủa mấy người ghê, có cái dãnh bự cho má. Trời ơi, cái kia từ từ, nó dính sâu mình mới dở lên, còn dính cạn thì mình xúc. Trời ơi, uổng nó sức không? Nó dính rồi, đó. Thôi đợi nó lại đây, không dính rồi. Dính không? Dính. Rồi cái dãnh nhỏ. Cái ghẻ đó. Nhỏ nghe các bạn. Ừ. Tiếc gì đâu á. Vũ ơi, không có kinh nghiệm hết trơn, dính mà mỏng thì mình từ từ dỡ lên cá. Cá bự dỡ lên sức mỏ phải rồi. Cái gì? Hả? Cái cốc. Thu dây lại.
góc này à. Gì con tôm hả? Càng tôm hả? Ủa phải càng tôm nãy câu với hai lưỡi mà đổi đổi càng đổi lưỡi luôn qua tới càng càng kia hả? Trời ơi con nhận không hết sức anh không? Ừ cũng cũng gọn gàng cái gọng ha. Anh câu anh gì đoan ghê, anh càng này không dính anh đổi càng kia. Mập lên hàng nữa mà nó lên hàng nhỏ nhỏ không à, nó lên hàng bự chứ. Trọng nghe. Ông ký không? Lên ơi. Lên tôm ký rồi. Ủa, nói chung là nãy giờ nãy giờ anh lên tôm bự bự luôn nha. Con tôm nó mới đẻ luôn rồi. Mới đẻ luôn, trứng trong phọc luôn rồi. Nè, tôm mới đẻ này có bụng trong phọc nè anh em. Trời ơi. Áo vô đổ rộng. Ê, mấy hàng. Ê, mày. Lâu lâu anh dính con nhưng mà tôm có đáng nha. Đưa đưa cho cái nó kẹp cái càng nó kẹp đó lấy hên cái đó coi. Cái lần xe. Lần xe nhảy không? Trời ơi. Nhỏ đưa lên được. Bữa từ từ nha. Đừng giống nãy. Rồi kim cái lưỡi câu vô thả xuống được rồi, khỏi cần múc mồi lại. Này câu lăn xê cũng nhạy anh em ơi. Nó chép lên tim. Rồi, còn giật không? Đó, lên đó, lên đó. Dính vô lưới. Đây là cái đưa vô này. Mày phải kéo lên rồi. Rồi. Lên đó. Biết. Từ từ lên. Ừ. Ai vậy tao qua tao lấy đống mẹ giật cho. Còn lặn không? Rồi. Còn mà dính gốc á, dính dính bao dính bị hay gì dính gì rồi lên con hàng cái hay là lên con hàng cái chục ký rồi thôi 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 cầm cái luôn ôi vô lên cái xấu nữa nè im đó đây để cái chừng dính nó vô lum dùng lên được bình á nè đưa cái đó cái dính bự nha. Rồi, vô. Các bạn. Đó lên con hàng trong con câu đó nãy chụp chụp à. Tôm hả? Ừ. Tôm hả cá? Đó, ảnh con cá ơi. Đó. Đó, vậy đó. Ủa nãy đổi rồi mà. Đổi cái kia kìa, đổi kìa. Đó nè các bạn. Liệt liệt rồi kìa. Dữ không dữ không? Ừ. Tôm mới đẻ. Đúng rồi mới đẻ phải không? Mới đẻ xong rồi. Mới đẻ xong. Rồi. Quỳ đâu thấy đậu. Kẹp đau quá bạn ơi. Kẹp đau. Vô bữa nay hai cần thủ dí là làm được quá nha. Đây. Ngon ngon. Rồi kẹp 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 kẹp. Thánh. Kẹp dính cái dẫn đó anh em ơi. Lên lên đi dính này đó. Phải không? Dính nghe nè. Bước bên kia, ừ. Bữa nay hai cần thủ dí làm quá làm. Chiều năm giờ mấy luôn.
Ủa lạng kìa. Mơ dở cao cao lên. Quay cao cao lên. Đó, đưa vô. Im. Đưa giới thành bảo cũng được. Rồi, chiến tiếp. Cho vô gọng. Rồi. Đó. Được mới dảnh cái cốc rồi đó. Với số tôm nha. Dính nhau bạn. Tiếp tục lên hả? Bự nha bạn, bự nha. Bự lắm. Dính nữa. Chỗ này nhảy quá mới bỏ xuống rồi dính nữa. Từ từ, dính bự hết, dính bự. Lên đó. Từ từ đi. Thỉnh. Lên tới mặt nước đi. Lấy cái nón Thịnh. Nó dính sâu rồi. Ê, để đây. Đây là một pha xúc cá là đi vào lịch sử nè. Lấy nón. Lấy nón bảo hiểm xúc cá luôn nè. Dữ dằn hơn. Hai cần thủ nhí. Không có câu không có giờ xúc lấy nón bảo hiểm xúc luôn anh em ơi. Cá nè. Cá nãy giục nha anh em. Cá này nhỏ hơn cá nãy. Nãy bự lắm. Cũng ăn ủi được cái phần nào. Nè, lấy nón bảo hiểm xúc luôn. Rồi dành. Để dành nón bảo hiểm xúc nữa. Phải bự mới được. Đừng nhỏ. Coi chừng dính gì đó rồi đó. Nặng phải không? Mày phải đâu tầm 1 kg. Rồi dính dây kia rồi. Dính dây rồi. Cái mấy kg nha bạn. Bắt cá trước đi Thịnh. Ủa vậy là cần kia dính hả con này? Cần đó dính. Rồi. Lên vô Thịnh ơi. Bắt cá đi nghe bạn mình dính chứ. Nó phết nó nghe bạn. Lên hàng. Bự không? Thế nó không có hiểm mà Thịnh ơi. Và xúc cá đi vào lòng người luôn. Ê, vậy cá bự đó là bự đó. Vậy cá cóc đó. Từ từ Thịnh. Nghe cá bự đó, cá bự đó. Ê, xả bèn chút Vũ. Gì vậy? Bự ơi. Cá cốc. Cá cốc là được kéo bạn. Làm nó liệt thứ ơi ha. Tưởng đâu. Nước không chạy ra ở bay rồi. Tưởng đâu cá bự không. Hết hồn chí. Lại là cái nón bảo hiểm nữa ha. Con này không trọng à. 200 gram vậy. Sớm giờ câu được nhiêu đây các bạn? Nhiều rồi, lát mình còn căng rỡ bao nhiêu. Lên cá hoài ha. Im đó. Ê. Có bạn ơi. Nhỏ nha bạn. Nhỏ. Mi đi ơi. Cái gió hình bảo. Rồi. Không được các bạn. Rồi, ơi cũng chiều rồi, mình xin quay mình kết thúc cái clip đây anh em ơi. Bữa nay thì có hai cần thủ nhí nè hỗ trợ nha. Vũ với Thịnh. Qua câu đây bữa nay cũng nhờ có hai cần thủ này hỗ trợ mình chỉ là móc mồi với quay phim thôi. Hai bé này câu tiếp. Rồi mình quay cái vỏ cá bữa nay cho cả nhà xem nha. Vũ. Rồi quay cận ra để xuống rồi. Được nói cái dảnh cái cốc với tôm anh em. Rồi muốn bộn tôm nha. Ồ quá nhạy. Ơi. Nhăn tôm mày. Lúc ảo mày. Lúc ảo cá. Dở ấy lên. Rồi. Đó, tôm nhí lên á. Rồi. Rồi. Tôm rồi coi.
đây đây. Rồi căng cây đây là căng cây nhiêu ký? Đây các bạn. Đó. Nè 00. Thấy chưa coi. Cầm chắc rồi. Dạ. 3 ký 44 gần 3 ký rưỡi rồi. 3 ký 4. Đó nè. Rồi. Wow. Này cũng nhờ hai bé này nha. Trời nghe nào. Rồi, cả nhà xem có thích thì cho một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh anh em ơi. Bye. Rồi, hẹn gặp lại anh em vào clip sau nha. Bye bye. Nhảy xong luôn coi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.